Con yêu ai? Con yêu của ba. Ba gì? Ba Dũng. Đâu, ba Dũng đâu? Ba Dũng đây. Con yêu của ba đâu? Con yêu ba đây rồi. Con xinh gái không? Có. Ba có đẹp trai không? Không được liềm như vậy. Ba có đẹp trai không? Thế ai để ra con? Nói cẩn thận này này. Ai? Ba mới Ba với mẹ à? Trưa nay con ăn cơm với cái gì? ăn cơm trầu, Ăn cơm với cứt trầu á? ăn cơm đi đâu, À, trưa nay con ăn cơm với cứt trầu chứ gì? ăn cơm đi đâu, Ăn cơm chì dầu á? Vâng, ai mua chì dầu? ba đấy, Ba mua cho ai? đang mua cá chảo ấy. Đến đây, lùi đến đây. Ba đang quay video Thảo đây này. Dầu gió đấy. Thảo có áo, có váy đẹp thế. Váy của ai đấy? Của mẹ đây. Con đã mặc vừa váy của mẹ rồi kìa. Con đứng lên đây cho ba ngắm và quay xem nào. Con đứng thẳng lên. Đứng lên giường cơ xem ba xem váy của mẹ đẹp không nào. Đứng lên, đứng thẳng lên. Ôi rồi Thảo lớn này bằng mặc váy được của mẹ rồi đấy. Rồi. Con cho ba mặc thử đi. Cho ba mặc cái váy này xem nhá. Ừ, rồi.